Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình gặp gỡ khán giả tuần này. Thưa quý vị và các bạn, sử dụng cây cỏ làm thuốc để chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh có từ xa xưa trong y học gia truyền của cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam. Những kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, bài thuốc quý của bà con người dân tộc thiểu số giờ đây đã được sử dụng rộng rãi và nhận được sự yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Chúng tôi muốn nói đến phương pháp tắm lá của người Dao Đỏ. Đây là một trong những nội dung thú vị mà chương trình gặp gỡ khán giả tuần này sẽ gửi đến quý vị và các bạn. Ngoài ra, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các nội dung khác có trong chương trình gặp gỡ khán giả tuần này. Tìm hiểu về thủ tục gửi thuốc ra nước ngoài, gặp gỡ y sĩ Trần Thị Trang, một người Việt Nam tại Malaysia hướng trái tim về Tổ quốc, phản hồi của khán giả sau khi xem chương trình Ngày trở về 2016 Dấu chân người Việt. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vừa qua, chương trình gặp gỡ khán giả nhận được thư của khán giả Nguyễn Thúy Thanh tại Hà Nội. Chị có hai con đang đi du học tại nước ngoài và muốn hỏi về thủ tục gửi thuốc ra nước ngoài cho các con. Bức thư có nội dung như sau. Tôi có con gái đang theo học đại học tại Pháp, con trai đang học cấp 3 tại Mỹ. Để yên tâm và đảm bảo tình trạng sức khỏe của hai cháu, tôi muốn gửi một ít thuốc cho các cháu. Vậy nên tôi muốn hỏi chương trình về thủ tục gửi thuốc sang nước ngoài cho các cháu. Tôi cần chuẩn bị giấy tờ gì? Những loại thuốc nào tôi được phép gửi sang cho các cháu? Trong trường hợp tôi có điều kiện sang thăm các cháu thì việc trực tiếp mang thuốc để trong hành lý có điều gì cần lưu ý không? Để giải đáp thông tin cho khán giả Nguyễn Thúy Thanh, nhóm phóng viên chương trình đã có cuộc phỏng vấn với đại diện Tổng cục Hải quan Việt Nam. Đối với vấn đề gửi thuốc ra nước ngoài, có hai văn bản quy định khá cụ thể do Bộ Y tế ban hành. Thứ nhất là thông tư số 47/2010 cho phép xuất khẩu thuốc sang nước ngoài, trừ các loại thuốc có chứa hoạt chất trong danh mục cấm xuất khẩu hoặc nhập khẩu, được quy định tại phần phụ lục của thông tư. Thứ hai là thông tư số 39 quy định về việc gửi thuốc qua đường phi mậu dịch. Theo đó, số lượng thuốc thành phẩm gây nghiện mang theo người khi xuất cảnh, nhập cảnh không được quá số lượng ghi trong đơn của thầy thuốc kèm theo và không được vượt quá số lượng chỉ định dùng trong 7 ngày. Ví dụ, khách hàng muốn gửi một số mặt hàng thuốc an thần có chứa hoạt chất flurazepam, diazepam, v.v. thì phải có đơn chỉ định của bác sĩ kèm theo và không được vượt quá số lượng chỉ định dùng trong 7 ngày. Một số loại thuốc Tây nếu có đơn chỉ định của bác sĩ cũng được phép gửi ra nước ngoài như thuốc chữa đau bụng, đau lưng, đau thần kinh, v.v. Xin chào ông và xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình cùng chúng tôi ngày hôm nay ạ. Quy trình và thủ tục gửi thuốc sang nước ngoài như thế nào ạ? Quy trình và thủ tục thì cũng tương tự như đối với những hàng hóa thông thường khác. Thì nếu mà những thuốc mà không nằm trong danh mục cấm xuất khẩu có chứa những hoạt chất hay tiền chất mà không thuộc danh mục là cấm xuất khẩu hoặc là cấm nhập khẩu thì khách đến liên lạc với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục cho việc gửi thuốc hoặc là chi cục hải quan cửa khẩu nơi mà khách xuất cảnh. Thời gian gửi thuốc thì phụ thuộc vào cái dịch vụ mà khách sử dụng, ví dụ dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc các dịch vụ bưu điện, dịch vụ chính. Như mình gửi chuyển phát nhanh chẳng hạn thì thông thường là các hãng người ta chào sẽ ra trong vòng 1 ngày hay trong vòng 24 tiếng hay trong vòng bao nhiêu tiếng đấy, tùy thuộc vào cái địa bàn nữa. Nếu mà ví dụ mình gửi bưu điện bình thường thì có thể nó sẽ dài hơn, cái dịch vụ nó phụ thuộc vào cái phí. Còn khi làm thủ tục hải quan thì có thể nói là đối với những cái hàng phi mậu dịch thì khai báo rồi cơ quan hải quan kiểm tra rồi thông quan ngay. Như vậy, chị Thúy Thanh hoàn toàn có thể yên tâm gửi thuốc sang nước ngoài cho con theo đường bưu điện hoặc theo phương thức chuyển phát nhanh. Hồ sơ gửi thuốc bao gồm đơn thuốc của bác sĩ, thuốc gửi phải nguyên hộp, các loại thuốc có nguồn gốc rõ ràng. Thông tin về những mặt hàng thuốc không được phép xuất khẩu, quý vị có thể tham khảo thêm trên website của Tổng cục Hải quan Việt Nam www.customs.gov.vn. Đối với trường hợp mà người Việt Nam muốn mang thuốc ra nước ngoài thì có những điều gì cần lưu ý ạ? Khi mà những người xuất cảnh mà sử dụng những thuốc để chữa bệnh mà những thuốc đó nó có chứa những thành phần gây nghiện thì thứ nhất là cần phải có đơn của bác sĩ. Thứ hai là lượng thuốc là như theo quy định là mang không quá 7 ngày. Đấy. Và thứ ba nữa là cần phải cũng phải tìm hiểu những quy định tại khi mà nước nhập cảnh thì việc thủ tục mà chúng ta khai báo cũng như là việc mà giấy tờ cần phải chuẩn bị để xuất trình khi mà khai báo ở hải quan ở nước nhập cảnh. Đối với những loại thuốc Bắc hoặc là thuốc Nam thì cơ quan hải quan cũng sẽ có những biện pháp để kiểm tra. Ở đây để kiểm tra để thứ nhất là kiểm tra về vấn đề về ma túy để tránh việc lợi dụng
để vận chuyển ma túy. Hiện nay cơ quan hải quan Việt Nam đã được trang bị những cái thiết bị có thể đã đọc được, có thể kiểm soát được, kiểm tra được nồng độ ma túy. Thì nếu mà đối với những cái thuốc đó mà khi mà qua kiểm tra mà không phát hiện gì thì sẽ cơ quan hải quan sẽ thông quan như bình thường, làm thủ tục cho khách mang đi. Nhưng mà đặc biệt lưu ý khách, tức là những cái thuốc nam hoặc là những cái thuốc bắc có nguồn gốc thực vật thì khi mà nhập cảnh thì thông thường các nước người ta sẽ kiểm soát rất là chặt chẽ. Số lượng thuốc được mang ra nước ngoài có giới hạn không ạ? Hiện nay ở Việt Nam thì không giới hạn. Đối với khách xuất cảnh thì chúng ta không giới hạn về mặt định lượng. Chúng ta chỉ có giới hạn về mặt những một số những cái mặt hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình ạ. Hy vọng những thông tin cung cấp trong phần đầu của chương trình đã giúp chị Thanh và quý vị khán giả có thể hiểu hơn về quy trình gửi thuốc ra nước ngoài, giúp người thân đảm bảo sức khỏe. Trước đây khi chưa có thuốc Tây thì những vị thuốc lá trong tự nhiên của bà con dân tộc có giá trị chữa bệnh, tăng cường sức khỏe. Thuốc tắm của người Dao là một trong số đó. Các cây thuốc tắm đã đi vào tiềm thức của người dân tộc Dao và truyền thống đó đã được gìn giữ tới tận bây giờ. Trong tiểu mục Cẩm nang kiều bào tuần này, xin mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu phương pháp tắm lá thuốc của người Dao đỏ tại xã Tả Phìn, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, một phương pháp truyền thống nhận được sự yêu thích của du khách trong và ngoài nước khi tới du lịch tại đây. Một ngày đi hái lá thuốc của người phụ nữ dân tộc Dao đỏ. Tuy không cố định thời điểm đi tìm lá thuốc, nhưng theo kinh nghiệm của dân gian truyền lại, những loại lá thuốc này nếu được hái từ sáng sớm sẽ mang tinh túy của đất trời, vì vậy mà sẽ phát huy tác dụng cao nhất. Bà Lý Mẩy Trạn đã bước sang năm thứ 30 trong hành trình tìm lá thuốc. Từ khi còn là cô gái trẻ tuổi 20, cho tới giờ bà đã bắt đầu truyền lại kinh nghiệm kiếm lá thuốc cho những người con gái, cháu gái của mình. Đây cũng là công việc khó khăn, đòi hỏi lắm công phu, bởi tìm làm sao cho đúng loại lá, loại cây cho từng bài thuốc chữa. Tôi có 20 tuổi, tôi đi theo bác gái, tôi lại đi theo chị gái để học. Chị chỉ là cái này là thuốc gì, tên là gì, là nó sẽ chữa ra bệnh gì. Thì trong một cái bài thuốc là cần phải kết hợp bao nhiêu loại thuốc thì mới đủ vị thuốc là nó mới tốt. Đi lấy thuốc cũng rất là khó, đi trèo leo mà rất là khổ. Không phải nơi này là nó lại không đầy đủ thuốc cơ, xong mình lại đi vào nơi khác nó lại tìm lại chỉ có một loại hai loại là mình cần phải sử dụng nó thôi, thế là mình lại phải đi khắp nơi, thế đi rất là nhiều nơi nó mới đủ vị thuốc, là mình mới học được là cái thuốc này để trở thành cái bài thuốc để tắm cho phụ nữ sau sinh và tắm cho tất cả mọi lứa tuổi. Mỗi bài thuốc đòi hỏi những vị thuốc khác nhau, cũng như cách sơ chế chúng. Có loại đem phơi, sao khô, có loại để tươi nguyên. Tất cả đều được làm theo những cách thức truyền miệng từ những người phụ nữ Dao đỏ. Không biết từ khi nào và từ ai mà các thế hệ người Dao từ đời này sang đời khác truyền nhau một bài thuốc tắm cổ truyền từ các loại thảo mộc để chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe. Vốn dĩ những loại thuốc này dùng để nấu nước tắm cho mọi người vào dịp cuối năm. Lâu dần, nhận thấy tắm thuốc mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Từ đó được người Dao dùng thường xuyên trong cuộc sống, điều trị các chứng bệnh cảm cúm, phong thấp, phục hồi sức khỏe cho phụ nữ sau sinh. Tôi là cũng rất là muốn là ai cũng biết đến cái thuốc này để cho chữa bệnh. Thì tôi cũng nghe thấy ở khu miền Nam, với lại ở xuôi là cũng thấy có người có rất là nhiều bệnh ý. Thì người ta cũng trên cái Facebook là người ta cũng nói mà chúng tôi cũng là bị cái bệnh này, ai có thể biết được thuốc gì có thể xem bách chúng tôi để chúng tôi được biết cái chữa bệnh này để cho nó sớm khỏi. Thì chúng tôi cũng muốn quảng cáo về cái này để người ta biết được, người ta sẽ tìm đến mình. Giờ đây, với sự hỗ trợ của các phương tiện quảng cáo, đặc biệt là trên mạng xã hội, sản phẩm thuốc tắm lá của bà Lý Mẩy Trạn đã đến được với rất nhiều người có nhu cầu. Không chỉ là xã Tả Phìn, Sapa, tắm lá thuốc của người Dao giờ đã đến được với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Lai Châu và rất nhiều thành phố khác.
mua cái nước thuốc nhưng mà họ cảm thấy là không mang đi lên máy bay được. Họ để mua cái gói khô là họ mang nhỏ thôi, họ mang đi về nhà, họ tắm, họ rất là thích. Thì nếu mà nó ở trên Sapa khách sạn thì người ta mua cái lọ thuốc nước ấy, người ta lên trên đấy người ta pha vào cái bồn ấy, người ta ngồi đấy, người ta ngâm luôn ở trên đấy. Đấy, người ta cũng mua rất là nhiều. Những vị khách quốc tế tới xã Tà Phì ngày càng đông, tận dụng những kiến thức về phát triển du lịch. Gia đình bà Lý Mày Trạn cũng mở dịch vụ homestay, có nghĩa là du khách sẽ ở chung, sinh hoạt chung cùng người dân địa phương như thành viên trong gia đình để có những trải nghiệm và tìm hiểu về văn hóa bản địa của người Dao đỏ. Khách người ta cũng muốn đến đây để tìm hiểu về văn hóa của mình. Cái bệnh nào nặng nhất là mình sẽ phải đi lên viện. Còn nếu mà bệnh nó không đến lối thì là mình cứ tự chữa bệnh ở nhà. Cái thuốc này vẫn chứa cho những cái thuốc như cái đau xương này, đau gân này, nhức mỏi này, mệt mỏi, thế là buồn ngủ, hoặc là những người bị dạ dày này, hoặc là những người bị đau thận này. Thì khách du lịch người ta cũng biết được như thế, người ta cũng rất là thích. Thì bây giờ chúng tôi khách đến nhà, tôi cũng đun thuốc cho khách ngâm chân để khách đi bộ cả ngày nó mệt quá, thì cho khách ngâm chân, khách rất là thích, khách bảo như thế là đi rất là khỏe. Very good. Tôi cảm thấy rất thư giãn và sảng khoái, da tôi rất là mịn. Very nice. And relax. Nếu như trước đây những vị thuốc, bài thuốc quý chỉ được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác, sự thất truyền các bài thuốc là điều không thể tránh khỏi. Bà Lý Mày Trạm bắt đầu tính đến việc ghi lại tên những vị thuốc cần có trong mỗi bài thuốc của mình, những lưu ý khi chọn lá thuốc để những người con dâu, cháu gái của bà có thể dễ dàng học theo. Với bà, lưu truyền phương thức tắm lá không chỉ là giữ gìn một phương thuốc chữa bệnh, mà đó còn là lưu lại một truyền thống dân tộc lâu đời của những người Dao đỏ. Người nối nhịp trái tim là cách gọi thân mật mà đồng nghiệp, bạn bè dành cho một vị y sĩ người Việt đang sống tại Malaysia, người đã nhiều năm làm cầu nối các hoạt động y tế giữa Việt Nam và Malaysia. Đó là y sĩ Trần Thị Trang. Hơn 20 năm sinh sống và làm việc ở nước ngoài, vượt qua những khó khăn khác biệt ở xứ người, y sĩ Trần Thị Trang đã có được những thành công ghi nhận nơi đất khách. Và đặc biệt, dù xa quê hương bao nhiêu năm, nhưng tình yêu với quê hương đất nước chưa khi nào nguội tắt. Sinh năm 1962 trong một làng quê nhỏ tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Là phó trưởng ban liên lạc người Việt Nam, chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ Việt Nam tại Malaysia, y sĩ tại Bệnh viện Tim Malaysia. Gần 20 năm sống và làm việc xa quê hương, nhưng chưa giây phút nào người phụ nữ ấy thôi hướng về quê hương Việt Nam. Bà Trần Thị Trang, người nối nhịp trái tim. Cứ mỗi dịp về thăm Việt Nam như thế này, y sĩ Trần Thị Trang luôn dành thời gian đến thăm các bệnh nhân, bác sĩ tại các bệnh viện tim Hà Nội. Những món quà nhỏ được bà cẩn thận trao tặng các bệnh nhân và những lời hỏi thăm ân cần. Không chỉ ở Việt Nam, bà Trang còn hỗ trợ nhiều bệnh nhân Việt Nam qua Malaysia để chữa trị. Mỗi bệnh nhân đều để lại cho bà những kỷ niệm riêng. Hải Dương với Hà Nam là gần nhau. Về Việt Nam, ngay khi có thời gian, y sĩ Trần Thị Trang luôn nhiệt tình trao đổi kiến thức cũng như kinh nghiệm của mình cùng với các đồng nghiệp trong nước. Với sự hỗ trợ của bà Trang, tới nay, nhiều bác sĩ chuyên khoa tim mạch và hồi sức cấp cứu tại các bệnh viện của Việt Nam đã được tham dự học tập và công tác cùng với các chuyên gia đầu ngành tim mạch tại Bệnh viện Tim Quốc gia Malaysia. Với một cái tấm lòng vẫn hướng về Việt Nam thì chị Trang, tất cả những cái bác sĩ mà sang cái bệnh viện IGN học thì được sự giúp đỡ của chị Trang rất là nhiệt tình, tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho mình có thể gặp gỡ được các bác sĩ và mình sẽ sớm thích nghi được cái hệ thống như đấy và học được rất nhiều, rất là tự tin. Và bản chất riêng của chị Trang là một con người rất là nhiệt huyết, rất là nhiệt tình và giúp đỡ hết mình, nên tạo cái sự rất là thân thiện giữa các bác sĩ Việt Nam sang Malaysia. Cái công của chị Trang là kết nối tất cả các bác sĩ ở Việt Nam với Malaysia và với nhau. Và với cái bệnh viện chính là IGN nơi chị công tác, và một số bệnh viện khác ở Malaysia.
thì cái đấy là vô cùng quý. Mỗi khi chị Trang về Việt Nam thì thật sự là chị rất bận, bởi vì chị là ân nhân của khá nhiều người. Chị là một người phải nói quá tuyệt vời, giúp khi mà giúp đỡ người đồng hương của mình sang học tập và công tác rất là tốt ở bên Nga. Xin chào bà. Trước tiên thì xin gửi lời cảm ơn bà đã đến dự cuộc trò chuyện ngày hôm nay ạ. Câu hỏi đầu tiên là vì sao và khởi nguồn từ đâu mà bà lại tích cực tổ chức các hoạt động làm vai trò kết nối giao lưu y khoa Viện Tim Quốc gia Malaysia với các bệnh viện khác ở Việt Nam ạ? Rất may mắn được làm việc tại Bệnh viện Tim Quốc gia Malaysia đã hơn 20 năm. Và nền y tế của Malaysia và đặc biệt là chuyên về tim mạch thì rất là phát triển. Kèm theo có rất nhiều các bác sĩ ở các nước sang Bệnh viện Tim Malaysia để học tập nâng cao cái chuyên môn. Thế thì với bản thân tôi, mình là người Việt Nam và tôi luôn luôn hướng về quê hương đất nước. Từ đó tôi đã nảy sinh ra ý định và có những cái suy nghĩ rằng mình cũng làm thế nào để muốn có các bác sĩ của Việt Nam sang đây được học tập và nâng cao cái chuyên môn về phục vụ cho đất nước nhà. Chính vì vậy tôi bắt đầu làm cái cầu nối và muốn cầu nối để có cái cơ hội được các bác sĩ được sang đây, sang bệnh viện của tôi để học nâng cao chuyên môn. Có câu chuyện gì làm bà nhớ nhất cũng như cảm động nhất mỗi khi nhắc lại những kỷ niệm của mình tại Việt Nam? Tôi rất là vất vả, dậy sớm hoặc thức khuya đi làm thì tôi cũng đi theo. Mẹ thì cũng thương con nên nhiều lúc là cũng không muốn cho con đi theo. Và cái kỷ niệm tôi nhớ nhất là tôi muốn đi dậy sớm để đi giúp mẹ đi vì chúng tôi quá thương mẹ, rất thương mẹ. Nhưng không biết cách nào khác, chỉ sợ ngủ quên. Nên là tối đi ngủ cài cái kim băng áo của mình với áo của mẹ để là nếu như mẹ dậy thì là mình cũng biết đường, mình dậy để đi theo mẹ đi làm. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 4 anh chị em. Cha hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, thương mẹ một mình vất vả. Bà Trang từ nhỏ đã phải gánh vác nuôi nấng các em. Sau những giờ học lên lớp thì bà luôn cố gắng làm các công việc trong gia đình. Thế thì chị gái tôi đấy thì là cũng rất thương các em. Đấy, ban ngày thì sáng ra thì chị tôi đi học. Đến chiều là chị tôi về lao động giúp mẹ để nuôi các em ăn học. Còn buổi tối thì chị tôi vừa học vừa dạy các em. Thế thì bây giờ chúng tôi trưởng thành cho đến ngày nay là cũng một phần lớn công lao của chị tôi. Đấy, mà chúng tôi thì cũng coi như chị tôi là người mẹ thứ hai. Chị tôi thì rất là đảm đang và chăm lo cho các em. Năm 1984, sau khi tốt nghiệp trường trung cấp y, bà Trang được nhận về công tác tại bệnh viện huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Năm 1993, bà Trang được cử sang làm chuyên gia y tế tại Malaysia, thời hạn 5 năm. Vượt qua cả rào cản về ngôn ngữ và khác biệt trong phong tục tập quán, tinh thần phấn đấu và sự nhiệt tình ham học hỏi, năm 1998, bà Trang đã trở thành y sĩ của Viện Tim Quốc gia Malaysia. Thành công trong sự nghiệp và có được cuộc sống ổn định tại Malaysia, song quê hương vẫn là hai tiếng thiêng liêng mà bà Trang không khỏi đau đáu mỗi khi nhớ về. Cái động lực để mà phát triển cái ban liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia thì cái thứ nhất là thế này, cũng là qua những cái trải nghiệm của một người con trai tôi. Con trai nói là mẹ ơi, sống ở Malaysia buồn lắm, cả tuổi thơ của con không có một cái hoạt động gì với cộng đồng người Việt Nam ở đây cả. Thế thì chính vì là cũng khi đã được về dự cái hội nghị Việt Kiều tại Malaysia, tại Đà Lạt, thì trong tôi cũng ấp ủ một điều là mình cũng phải làm thế nào đây để mà xây dựng một cái cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia. Và chúng tôi cũng có ý tưởng như vậy và cũng đã xin ý kiến của Đại sứ quán và được Đại sứ quán chấp thuận. Và đấy là một cái điều rất là thuận lợi. Trong dịp về nước dự hội nghị lãnh đạo các tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài năm 2012, bà Trang đã có nhiều cơ hội tiếp xúc và học hỏi kinh nghiệm từ các hội người Việt ở nước khác. Bà đã kêu gọi và thành lập được Ban Liên lạc Người Việt Nam tại Malaysia. Đến nay, Ban Liên lạc đã hoạt động tương đối ổn định, có nhiều hoạt động hướng về quê hương cũng như giúp đỡ nhiều trường hợp khó khăn ở Malaysia.
cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia thì thực ra người Malaysia ở đấy thì cũng rất là đông, đến gần khoảng 80.000 người Việt Nam mà sống và làm việc tại Malaysia. Thế thì cái khó khăn ấy là giải rác anh chị em ở giải rác khắp nơi trên đất nước của Malaysia, và phần lớn là công nhân và các cô dâu. Thế thì công nhân thì lương rất là thấp, cô dâu thì một số cô dâu sang cũng không cả biết tiếng, cũng không biết tiếng tăm gì. Đấy là những cái điều rất là khó khăn. Thế thì chúng tôi cũng cứ dần dần quay vận động, và tôi trực tiếp đi các cái bang, các cái vùng đấy, đi vận động các em công nhân, thế rồi những cô dâu lấy chồng ở đấy để mà tham gia cho cái cộng đồng của mình. Thì bây giờ cũng được độ khoảng 200-300 rồi, 200-300 người Việt Nam tham gia cái cộng đồng ấy. Và lớn lên từ hoàn cảnh khó khăn và lập nghiệp một mình nơi đất khách, hơn ai hết, bà Trang thấu hiểu sự lo lắng và khó khăn của những người xa quê hương. Chính vì vậy, bà đã thành lập nên Ban Liên lạc Người Việt Nam tại Malaysia, đồng thời quản lý Câu lạc bộ Hội Phụ Nữ tại Malaysia. Câu lạc bộ là cầu nối, gắn kết bà con người Việt tại Malaysia, tổ chức các hoạt động hỗ trợ bà con người Việt sống tại đây và giao lưu, hướng về quê hương đất nước, duy trì bản sắc văn hóa dân tộc. Vậy trong tương lai bà có dự định phát triển những hoạt động của mình cũng như câu lạc bộ những người Việt Nam ở Malaysia như thế nào ạ? Chúng tôi trong tương lai ấy, thì một điều tôi rất là mong muốn là làm sao mà xây dựng được cái cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia ngày càng lớn mạnh và thật là đoàn kết để mà xây dựng lên một cái cộng đồng người Việt Nam ở đấy để mình giúp đỡ lẫn nhau. Trong đợt tới này, tương lai tới thì chúng tôi muốn là nâng cao cái tiếng Việt lên cho các cháu. Làm thế nào mà để mở được ra cái lớp đấy là những cái kế hoạch của năm tới này, năm 2016. Thế và ngoài cái việc mà dạy lớp tiếng Việt hoặc là mở lớp dạy tiếng Việt, hoặc là có các cái hoạt động để hướng về quê hương đất nước, thì chúng tôi lại có những các cái hoạt động mà để kết nối với cái nước sở tại. Một lần nữa xin cảm ơn bà đã đến dự cuộc trò chuyện ngày hôm nay ạ. Ngày trở về, chương trình gala đặc biệt hàng năm do Ban Truyền hình Đối ngoại VTV4 sản xuất đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với khán giả người Việt trong và ngoài nước mỗi dịp Tết đến xuân về. Phát sóng vào dịp Tết Bính Thân vừa qua, chương trình Ngày trở về 2016 với chủ đề Dấu chân người Việt đã để lại cho người xem nhiều ấn tượng. Nhiều câu chuyện đã được kể về những dấu ấn của người Việt tại khắp nơi trên thế giới, từ Guyane, một vùng đất tại Nam Mỹ, tới miền Nam nước Pháp, từ đại lộ sôi động tại Hollywood, tới Đức, tới Trung Quốc và cả Nam Cực xa xôi. Với sự đầu tư công phu và dàn dựng kỹ lưỡng về nội dung và cách thể hiện, chương trình đã nhận được sự ủng hộ và đón nhận của đông đảo khán giả xem truyền hình. Từ Việt Nam đến Nam Mỹ, đến Địa Trung Hải, đến Hollywood, đến châu Âu, đến Nam Cực. Nơi đâu họ cũng để lại dấu ấn về ý chí và lòng tự tôn dân tộc, về trí tuệ Việt. Với những đức tính kiên trì vượt lên gian khó và trái tim hướng về quê hương, hãy cùng chúng tôi trên hành trình khám phá dấu chân người Việt. Tôi thực sự rất ấn tượng với chương trình Ngày trở về. Nó chứa nhiều thông tin và mang nhiều cảm xúc. Cảm động, xem rất xúc động. Rất là sâu sắc về mặt nội dung cũng như cách thể hiện, tôi thấy cũng rất là hiện đại. Đó là sự thực, đời sống nó là như thế đấy. Ở nhà xem, thích lắm. Với thời lượng gần 120 phút, Ngày trở về 2016, Dấu chân người Việt đã dẫn dắt người xem từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đồng hành cùng các phóng viên trẻ, khán giả có dịp được khám phá những câu chuyện tuyệt vời về trí tuệ Việt, dấu ấn Việt ở khắp muôn phương. Tôi rất là ấn tượng với cái chương trình Ngày trở về. Tôi rất nể các bạn đã khai thác những cái thông tin từ quá khứ đến hiện tại, mà có những cái thông tin rất đã xa xưa nhưng mà rất mới đối với chúng tôi.
Đấy, thậm chí là những cái chương trình hồi xưa chúng tôi học sách giáo khoa nó cũng thấp thoáng đâu đó, nhưng bây giờ nó được hiển hiện ngay trước mặt bằng những hình ảnh cụ thể, con người cụ thể. Nếu không có chương trình này thì không thể biết được tại sao người Việt đặt chân đến tận một nơi xa xôi như vậy, và những cái nỗi niềm đau đớn của những người con xa xứ. Sau khi chương trình lên sóng, sự phản hồi tích cực từ khán giả cũng như truyền thông chính là món quà quý báu nhất với ekip thực hiện chương trình. Tôi thấy chương trình năm nay là một chương trình rất là xúc động. Không chỉ riêng tôi mà rất nhiều bạn bè khi mà xem cái chương trình này thì cũng có lên Facebook chia sẻ với nhau rằng là cũng lâu rồi mới xem, có thời gian xem truyền hình nhưng mà cũng lâu rồi mới có gặp được một cái chương trình mà là xúc động như thế. Bạn bè Tâm có xem và một số bạn bè có nhắn tin cũng như là gửi mấy lời chúc mừng cho Tâm và gia đình đúng ngày mùng 1 Tết khi các bạn và các gia đình xem. Sự đầu tư kỹ càng về mặt hình ảnh như dàn dựng trường quay, sử dụng đồ họa kỹ xảo 3D, tái hiện những sự kiện có thật trong lịch sử đã góp phần truyền tải những câu chuyện một cách gần gũi và thật nhất tới người xem. Khi xem chương trình thì tôi thấy nói lên được cái khía cạnh đời sống thực của người Việt Nam ở ngoại quốc. Những cái câu chuyện trong chương trình đúng là tôi đã sống qua cái chuyện, đúng cái đời sống của mình là như vậy. Nó real lắm, thật lắm. Cái chương trình nó cứ thông tin, nó cứ đầy ắp và nó thể hiện bằng những cái hình ảnh rất là người thật, việc thật, tạo cái độ tin cậy mà thậm chí là những cái thông tin mà chưa bao giờ nghe thấy, thì nó cái đầu tư là khá là công phu và nó đưa đến cái cảm nhận cho người xem là đầy cảm xúc. Tôi nghĩ rằng đây là một cái chương trình, thứ nhất là về mặt nội dung rất là hay, nó đủ cái độ chiều sâu này, nó vừa đủ độ rộng này. Về cách làm thì nó cũng rất là hiện đại, xem mà cứ ngỡ như là những cái khúc mà tái hiện lại những cái điều đó diễn ra thì cảm giác giống như là mình đang xem những cái phim của National Geographic hay là Discovery, họ làm, họ tái hiện lại lịch sử, làm cho khán giả hiểu hơn, dễ tưởng tượng hơn là cái điều những cái điều đã diễn ra trong quá khứ như thế nào. Tức là tôi nghĩ rằng ekip làm phim đã rất là kỳ công, đến tận nơi này, xem lại các dữ liệu này, rồi tái hiện lại những con người, rồi tái hiện lại những cái việc đã diễn ra, làm cho khán giả xem mà cảm giác như là nó đã xảy ra thực sự ở trong lịch sử như thế, và mình hiểu được. Thông qua những câu chuyện từ ngày xưa tới ngày nay, ngày trở về 2016, Dấu chân người Việt còn mong muốn truyền cảm hứng cho khán giả để hiểu hơn về những tấm lòng người Việt xa quê hương. Những màn biểu diễn đầy ấn tượng, một cái kết đầy dư vị chính là kết tinh của niềm tự hào, yêu thương và sự vun đắp để giá trị Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam ngày càng vươn xa. Tôi rất hãnh diện, nghĩa là tôi trực tiếp tiếp xúc với người Việt Nam với nhiều biết nhiều hoàn cảnh thì họ chịu đựng và thành công, không những ở Mỹ được, ở các nước khác nữa. Rất thành công, được những quốc gia sở tại họ trọng dụng, họ đề cao, và những điều đó làm tôi hãnh diện về người Việt Nam. Chương trình này như vậy đã truyền tải được cái ý nghĩa đó. Những cái câu chuyện, những cái bài học mà chương trình mang lại cho người xem quả thực đã khơi dậy một ít nào đấy ngọn lửa ở trong chính những người trẻ chúng tôi. Cũng muốn sau này mình đi một nước nào đấy, đi xa hơn, và để cuối cùng là để trở về để mang lại một điều gì đó cho quê hương. Sự đóng góp động viên của khán giả xem truyền hình chính là động lực để đội ngũ biên tập viên, phóng viên trẻ của chương trình thêm tìm tòi, sáng tạo để có thể viết nên những câu chuyện đặc biệt hơn nữa trong gala ngày trở về hàng năm. Chương trình gặp gỡ khán giả tuần này xin kết thúc tại đây. Mọi đóng góp và chia sẻ của quý vị xin hãy gửi về cho chúng tôi qua hộp thư điện tử gặp gỡ khán giả a@vtv.vn hoặc địa chỉ chuyên mục gặp gỡ khán giả, phòng chuyên mục tiếng Việt, Ban truyền hình đối ngoại, Đài truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình trên trang điện tử vtv4.vn hoặc trên kênh YouTube tại địa chỉ www.youtube.com/vtv4go. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.